Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm bánh bông lan hình thú. Với cái cách làm này rất là đơn giản. Bánh rất là bông xốp mà lại ngon nữa các bạn, hình dáng thì lại đẹp. Nếu các bạn yêu thích cái cách làm này của mình thì có thể cùng mình làm cho gia đình thưởng thức. Và video của mình chia sẻ, nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để tiếp tục theo dõi những video mới từ mình nha. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau làm món bánh bông lan hình thú này ha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái cách bánh bông lan truyền thống giống như ngày xưa ha các bạn. Thì ở bên đây cần chuẩn bị là 500g đường cát, nửa ký bột mì, đây là mình sử dụng bột mì đa dụng nha. Và bên đây là trứng, mình cũng sử dụng là nửa ký luôn. Mình tách ra mình để lên cây cân, mình cân mình lấy nửa ký nha các bạn. Và bên đây sẽ là 12g bột nở giúp cho bánh của mình nở xốp hơn. Và bên đây là một muỗng cà phê muối, nước cốt chanh mình sử dụng một muỗng cà phê. Và thêm một muỗng cà phê hương vani giúp cho bánh của mình được thơm ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh cái phần trứng này nha các bạn. Nếu các bạn không có cái máy cầm tay thì mình sẽ đánh bằng phới ha. Nhưng mà với mình thì mình đánh bằng máy cho nó nhanh. Mình có cái máy cầm tay đó các bạn, mình đánh phần trứng này. Mình sẽ dùng cái máy cầm tay để mình đánh cái phần trứng này nha các bạn. Nếu các bạn không có máy cầm tay như mình thì mình có thể dùng cái phới đánh trứng để mình đánh nha. Ngày trước cũng không có cái máy này đâu các bạn, mình cũng dùng cái phới cầm tay để làm bánh bông lan đó. Nhưng mà giờ có cái máy này thì mình sẽ mở ở tốc độ nhỏ để mình đánh cái phần trứng này trước nha, làm tan vỡ lòng đỏ trước khi mình đánh trứng. Thì lúc này cái bọt bong bóng đã nở lên như thế này, từ từ mình sẽ cho hết đường vào nha các bạn. Mình chia đường ra là 3-4 lần và mình sẽ đánh. Từ từ mình sẽ tăng tốc và mình đánh cho cái phần đường này được tan hết nha các bạn. Mình cứ chia đường ra tầm 3-4 lần gì đó. Mình cho từ từ vào mình đánh thì sẽ tan nhanh hơn. Thì đánh trứng qua đường trong vòng 7 phút thì lúc này trứng qua đường cũng đã bong trắng như thế này là được rồi đó các bạn. Giúp cho bánh của mình không có bị tanh mùi trứng thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê nước chanh nha các bạn. Đây là nước cốt chanh đó. Vì mình làm quen tay nên mình nhắm chừng cho vào cái giá để mình chế vào luôn nha các bạn. Và bên đây sẽ là một muỗng cà phê hương vani. Nếu các bạn không có cái dạng nước như mình thì có thể dùng cái dạng ống cũng được nha. Vì mình làm quen rồi nên mình nhắm chừng. Và cái công thức mình sẽ ghi dưới cái phần mô tả cho các bạn xem. Tiếp tục là nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần này lên một lần nữa nha các bạn. Trứng qua bột mình cũng đã đánh được bông xốp lên như thế này nha các bạn. Trứng cũng chuyển sang màu trắng rồi, bắt đầu mình sẽ rây bột. Mình chia cái lượng bột 500g chia ra làm 3-4 lần để mình rây bột vào cái thau này nha. Rây bột như vậy thì bột của mình sẽ mịn hơn. Thì rây bột hết vào thau, mình sẽ mở máy ở tốc độ nhỏ là số 1 để mình trộn cái phần bột và trứng này được hòa quyện vào nhau. Mình trộn đến khi nào mà mình nhìn không còn thấy bột nữa là được nha các bạn. Trong thời gian là 7 phút. Đó, mình cứ trộn theo một vòng như thế này là được nè. Và cuối cùng mình sẽ rây 12g bột nở vào nha các bạn, để cho cái phần bột của mình được mịn.
Mở máy ở tốc độ nhỏ và mình sẽ trộn bột lại và trộn theo một dòng nha các bạn. Lúc này mình chỉ trộn bột thôi, không có đánh ở tốc độ cao được ha, để cho bột của mình được hòa quyện vào nhau. Thì lúc này cái phần bột và trứng cũng đã thành một màu trắng rồi đó các bạn. Cái dòng chảy của bột rất là mịn. Thì mình trộn thêm là 2 đến 3 phút nữa là cái phần bột của mình đã đạt rồi đó các bạn. Thì thời gian mà mình đánh trứng với đường là trong vòng 7 phút. Tiếp tục là mình cho bột vào, mình đánh thêm 7 phút nữa nha các bạn. Và khi bột các bạn đã rây hết vào cái thau trứng thì mình sẽ trộn bột trong vòng 3 phút nữa. Thì tổng cộng mình đánh cái phần trứng và bột này là 17 phút. Thì mình được cái dòng chảy như thế này nè các bạn. Mình không thêm nước nữa nha. Thời gian nãy giờ bột nghỉ nè các bạn. Nhìn những cái lỗ li ti là bột của mình vậy ha. Do mình cho bột nở vào. Thì như vậy mình nướng á, thì bánh của mình sẽ nở bông và ngon hơn. Cái cách này là các bạn có thể làm tại nhà ăn và có thể làm bán vẫn được nha các bạn. Những cái bọt li ti bong bóng nổi rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi nướng bánh ha. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái khuôn hình thú nha các bạn. Đây là mình tìm mua ở trên Shopee á. Một lát nữa mình để cái đường link ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn yêu thích và thích mua cái khuôn này thì các bạn có thể tìm xem giúp mình nha. Đó, bên trong thì được 7 cái hình như thế này. Rồi mình sẽ thoa một lớp dầu ăn nha các bạn. Mình thoa một lần đầu tiên thôi rồi mình sẽ mở lên. Mở điện lên ha. Để làm nóng khuôn trước khi mình cho bánh vào mình nướng nha. Với cái lò nướng này siêu tiện lợi luôn. Mình không có sợ khét đâu. Mình cứ canh một xíu là mình lấy ra rồi các bạn. Rất là đơn giản. Thì lúc này khuôn mình cũng đã nóng rồi đó các bạn. Mình sẽ dở lên ha. Cho bột nhẹ nhàng vào khuôn ha các bạn. Mình cho cẩn thận vào đầy cái khuôn này là được ha. Đừng có đầy quá. Đầy quá một lát nữa cái độ nở của bánh thì bánh sẽ có bị tràn ra ngoài ha. Mình cho một lượng bột vừa đủ vô cái khuôn này thôi các bạn. Vô cái hình này nè. Thấy vậy chứ nửa ký bột này đổ rất là nhiều bánh nha. Các bạn có thể làm cái cách này để làm kinh doanh. Nếu mà các bạn muốn bán bánh bông lan á. Mình đổ nửa ký bột này rất là nhiều bánh luôn. Bánh này trẻ em rất là thích luôn các bạn. Vì có cái hình nè. Siêu dễ thương. Đó, mình cho đầy khuôn như thế này là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Và mình nướng bánh ha. Bây giờ là đang ở nút nấu. Lên nút xanh. Rồi xuống nút nấu. Lên cái nút xanh. Hai lần. Thì bánh của mình chín. Muốn vàng hơn thì mình làm ba lần ha các bạn. Rất là đơn giản. Lúc này thì bánh của mình cũng đã vàng rồi nha các bạn. Bật lên nút vàng, nút xanh, vàng xanh hai lần ha. Thì bây giờ bánh của mình cũng đã vàng rồi. Bây giờ mình sẽ dở nắp lên các bạn xem ha. Đây một màu vàng ươm nha các bạn. Rồi mình sẽ lần lượt lấy bánh ra ha. Đây các bạn xem bánh của mình nè. Đây là hình chú mèo. Rất là dễ thương nha. Thì vàng theo cái ý của mình muốn là được ha các bạn. Cái dìa này nè các bạn, một lát nó ăn rất là giòn và ngon luôn á. Đây các bạn xem nè. Một lát bánh của mình nguội rồi mình sẽ gỡ ra. Đây là cái hình mặt cười. Cái khuôn này mình mua được có 7 cái hình thôi các bạn. Hình mặt gấu. Và hình cây thông Noel. Đây nè các bạn, đây là những chiếc bánh bông lan mà mình đã nướng được ha. Với nửa ký bột thì cũng rất là nhiều bánh luôn nha. Đây những chiếc bánh của mình bông xốp và rất là nhẹ. Các bạn xem những cái hình nè. Rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ ra một cái bánh. Mình mời các bạn cùng thưởng thức xem cái bánh bông lan của mình như thế nào nha. Mình bẻ cái con mèo ra nha các bạn. Đó, bánh của mình nè. Rất là bông xốp và nhẹ. Thì với cái cách làm này các bạn có thể là làm kinh doanh cũng rất là ngon nha. Nếu các bạn muốn làm bán á, thì mình làm theo cái công thức này nè các bạn. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức món bánh bông lan ha. Bên trong bông xốp rất là ngon, thơm lắm các bạn. Không có tanh cái mùi trứng nha. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức.
bánh của mình rất là mềm xốp, đặc biệt là cái vị ngọt rất là vừa ăn, không tanh mùi trứng. Thì các bạn xem nè. Và cái cách này các bạn có thể làm kinh doanh thì rất là tuyệt vời nha. Bánh rất là ngợi luôn các bạn, với nửa ký bột mà mình làm cũng được rất là nhiều bánh nha. Thì đây là cái cách làm bánh bông lan của mình chia sẻ đến cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy thích thì có thể cùng mình làm cho gia đình thưởng thức nha. Và hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để tiếp tục theo dõi những video mới từ mình nha các bạn. Mình cố gắng sáng tạo những món ăn ngon, những món bánh lạ chia sẻ đến cho các bạn cùng xem. Và mình chúc các bạn luôn thành công và ăn ngon miệng. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.